Chào bạn, trên tay Tùng đang là cái mẫu đồng hồ Zoji S3. Các bạn nhìn đây, có đánh dấu đây, ZT S3. Hôm nay mình mời các bạn đi trải nghiệm thực sự cái đồng hồ S3 này. S3 là phiên bản nâng cấp của S1. S1 thì đã có khá nhiều kênh YouTube nổi tiếng review rồi, ví dụ như kênh Sáng Tạo, một kênh hơn 1 triệu sub của Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm S3. Cái sự chênh lệch về giá giữa S3 và S1 thì nó chỉ khoảng hơn 60.000. Tất cả giấy tờ chứng nhận là hàng chính hãng của Trung Quốc 100% của hãng Zoji các bạn nhé. 3 tờ giấy, một que đo đồng hồ, một pin con thỏ của Việt Nam. Hãng này chơi khá hay đặt pin con thỏ về sử dụng. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta. Tất cả mọi thiết kế các bạn thấy nó hoàn toàn giống S1, chỉ khác cái chữ S3 có đây này. Và ở đây chúng ta có cái thang, đó là H và cái thang Hello để chúng ta đo tụ và đo tần số. Cái thang Select này để các bạn đo điện âm tường. Và ở đây chúng ta có 3 cái lỗ. Cái lỗ thứ nhất chính là cái que trung gian, các bạn có thể dùng để đo ôm, đo vôn và đo tụ, đo diode, đo thông mạch, đo tần số. Chân com chính là chân nối mát, và một chân mini A chính là chân để các bạn cấm que đỏ vào khi các bạn đo cái cường độ dòng điện trong quá trình các bạn sửa chữa. Ở đây chúng ta thấy một cái đèn dùng để chiếu sáng khi chúng ta bật nó lên, và một cái chân dùng để đỡ khi chúng ta muốn dựng cái đồng hồ để thuận tiện trong cái quá trình sửa chữa. Bây giờ mình mời các bạn nấp pin vào và đi test từng chức năng của chiếc đồng hồ này. Điện áp một chiều thì nó đo, và điện áp xoay chiều nó đo được khoảng hơn 600V. Tần số theo cái khuyến cáo thì nó khuyến cáo là 10 mê. Đây các bạn nhìn này, tụ nó khuyến cáo đo được khoảng 4000 mF, tần số là 10 MHz này, điện áp một chiều 600V này, đo mê khoảng được 40 mê này, đo trở kháng này, điện áp xoay chiều khoảng được cái nút tắt bật nguồn chúng ta có thấy sẵn ở đây. Và với dòng S1, S3, S4 khi các bạn không sử dụng 15 phút nó sẽ tự động nó tắt nguồn cho các bạn. Còn khi bật nguồn ấy, các bạn phải giữ vào đây 2 giây thì nó mới bật được lên. Chúng ta sẽ thử cái thang đo đầu tiên của chúng ta, chính là thang đo điện áp một chiều. Ưu điểm của đồng hồ này các bạn không cần phải chuyển gì cả, cứ thế để tự động đo 100%. Chúng ta đang đo cái thang 12V của nguồn ATX này. Khá chuẩn xác, có một chút sai số. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo điện trở các bạn nhé. Con này là 47K. Nó hiện cho đồng hồ cho các bạn là 46,6, tương đối chuẩn với một đồng hồ hơn 200.000. Tiếp tục, cái thang đo khó nhất chính là thang đo tụ điện. Khi đo chúng ta đo tụ thì chúng ta hơi tốn thời gian một chút, và đây nó hiện lên đó là 0,750 mF. Và bây giờ chúng ta sẽ xem giá trị thực của con tụ này, 680 này. Đo tụ thì thường là không chính xác tuyệt đối. Bây giờ chúng ta sẽ đo thêm một con tụ nữa, 43 UF. Bây giờ chúng ta sẽ xem giá trị thật của tụ, 47 này các bạn. Chuẩn chưa? Có sai số nhá, nhưng đồng hồ đo tụ sẽ không bao giờ chuẩn xác tuyệt đối. Các bạn nhìn nhá, Tùng đang đo điện áp một chiều. Bây giờ mình sẽ không chuyển que đo và mình cứ dê sang đây. Mình sẽ đo trực tiếp điện áp xoay chiều luôn. Được chưa các bạn? 223V. Đồng hồ này nó có chức năng đo âm tường, đo cái dây điện của chúng ta xem có bị đứt ở tường không. Các bạn nhìn này, nếu mà thông mạch, nếu mà có dây điện đang có điện áp thì nó sẽ báo tít 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 kiểu này. Rút ra này, cách xa điện ra thì nó không báo luôn này. Đây là một chức năng khá tiện lợi của S3. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một chức năng khó nhất với mọi đồng hồ điện tử, đó là đo tần số. Thực sự có một quan điểm mình không tin với chiếc Zoji S3 này có thể đo được tần số. Nhiều lúc nó chỉ quảng cáo náo thôi. Khẳng định các bạn như vậy, với những đồng hồ rất đắt tiền cũng khó có thể đạt được điều này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử. Các bạn thấy nhá, mình với khuyến cáo của đồng hồ là đo được 10 mê, nhưng đây mình đang đo một cái xung nhịp là 14.3. Với mọi đồng hồ mà có khuyến cáo như vậy đều đo được, nhưng với chiếc này không thể đo được nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử với một cái xung nhịp khó hơn gấp bội mà mọi thợ điện tử muốn đo đạt, đó chính là xung 32. Không thể đo được các bạn nhé. Vậy cái thang đo tần số như quảng cáo thực sự không có giá trị trên Zoji S3. Cảm ơn các bạn.